cách đặt tên dự án như sau. Mọi người bấm vào khu vực này và nhập tên mình muốn, có thể có dấu hoặc không dấu. Bấm vào dự án, tất cả các file thiết kế của mình được lưu ở đây. Việc đánh tên file giúp chúng ta dễ dàng tìm kiếm sau này. Canva tự động lưu các thay đổi của bạn khi bạn làm việc, giúp đảm bảo rằng bạn không mất dữ liệu quan trọng. Canva tự động phân loại và sắp xếp file để người dùng quản dễ dàng. Mọi người nhìn thấy tên, định dạng thiết kế. Bấm vào dự án, chúng ta đang vào thư mục của chính mình. Các mục lớn. Chúng ta có thể xóa những file dự án không cần thiết nhanh chóng. Đặt tên file lại.